mà chị không muốn mất ba cái đâu, chị muốn ba cái cơ. Mất lên. Có 1, 2, 3. 3 cái bánh. 1, 2, 3. Đúng không? Có 3 cái. Ăn 1 cái. Mới. Đó. 1, 2, 2, 1, 4, 5. Trời ơi, có 3 cái bánh rồi. Còn ai? Ở đâu mất 1 cái rồi? Mất 1 cái của mình rồi. Chiêu Nhân ơi, mẹ chỉ cho chị 3 cái bánh mà bây giờ còn có mỗi 2 cái. Chị không biết nó đi đâu 1 cái rồi. Chị không ăn đấy, chị không biết cái bọn này chắc ai làm rơi ấy. Giờ nào còn có mỗi 2 cái bánh của chị. Chị ăn rồi sao? Nhưng mà chị ăn thì nó vẫn phải còn 3 cái thôi, nó lại còn 2 cái. Đâu? Em vào chị nhá. Em sẽ bán cho chị. Đây, bây giờ nhá. 2 cái bánh. Ăn 1 bánh. Còn có 1 cái, chỉ có 3 cái mà. Bán đèn chỉ có 3 cái bánh mà bây giờ là còn 1 cái. Đâu 2 cái của chị rồi? Đâu rồi? Chị ăn 1 cái, anh ăn 1 cái thì chị trả lại con có 1 cái. Nhưng mà chị không muốn mất 3 cái đâu, chị muốn 3 cái cơ. Mất đèn. Mất chị về đây. Nhưng mà cái bánh của chị đáng nhớ chị có 2 cái, em lại lấy của chị trả chị cái bánh này. Xin miếng.
chỉ có đây có các bạn đi. Nhưng mà cái của em ngon hơn. Đi chị xin miếng. Chị thưa bác của chị mà ăn đi. Em có một cái thì em cho chị. Thế nhá. Thôi là gói không cho thì mình bóc của mình ra ăn được. Nhưng mà biết thế rồi hả? Thật thật á? Mà chị vẫn thích ăn của sơ hơn. Gói này để vị khác à? Em cho chị thật á? Chị sẽ bóc thử xem sao. Ngon không? Ngon kìa. Ngon thật đấy. Nào, ăn ngon. Ăn của em. Nào, đi chị đút cho. Ăn thật quả. Ăn thật quả nhỉ. Cho miếng to thế. À, này, bà kia có hồ. Chị em mình ra thả cho cá trong cá có ăn luôn đi. Chấm bánh nữa mới có ngon không nhỉ? Nhưng mà ăn vào cái cười tươi như con bò này đã thấy tươi rồi. Hả tiêu đi. Chị mở nhá. Ăn này là chị thích nhất đây. Không biết như nào nhỉ, chị chưa ăn bao giờ luôn đấy. Chị ăn phô mai không ạ? Đây nhá, đây là bánh còn đây phô mai này. À ừ nhỉ. Ô chấm ăn. Ô bánh đu cây vào cái này ạ. Phô mai nhảy xà vào trong cái bánh que nhảy xà vào trong phô mai. Bây giờ chị em mình sẽ cho bánh que nhảy đu xà vào phô mai nhở. Wow. Ôi, ngon thế nhở. Để đây xem nào. Xuôi nhìn này. Ngon hơn phô mai trước ấy. Bây giờ hai chị em mình cùng nhau chấm nhé. Hai chị em mình là đứa chú ăn phô mai đúng không? Bây giờ nhá, bánh nhá mình phải quét một miếng phô mai. Wow. Quét phô mai. Ngon tuyệt luôn. Ăn đi. Ăn đi. Ngon không phô mai kia không? Chị có biết không, phô mai kia đúng rồi, ăn nó chúng mình sẽ cao. Khỏe nữa. Rồi. Nữa cho chị sập tạ. Dạ, được. Ui, nhưng mà ngon thế nhở. Ngon thật đấy. Ngon nhở. Ăn nó béo béo ngậy ngậy xong chua chua ngọt ngọt nhỉ. Cái nữa. Em mới mua này đâu ấy. Chị không bỏ cái cây ý. Ở đâu chị cây bán à? Ui, ngon thế này à, tí chị em mình ăn xong đi mua tiếp đi. Chị thích ăn này lắm. Trời ơi, lần đầu tiên được ăn phô mai chấm với bánh que anh em nhở. Mình á thường á chỉ chấm với sô cô la này hoặc vali thôi đúng không? Nhưng bây giờ không chấm cả phô mai á. Nhưng mà chị thấy ăn lại ngon bởi vì nó ngậy mà. Ngon nhở. Yummy.
mà đòi ngon của người ta. Hết rồi. Này ngon quá luôn ạ. Ngứa hai cây. Chị em mình ra mua đi. Không nhỡ ngon thế này á, cứ mọi người mua hết thì sao? Ăn đi, ăn đi, đút cả vào mồm ấy. Nghe rồi đi không? Đi mua đi. Cái này nhá, phải mang vứt rác không được mất tiền mua. Ra môi trường đâu, bẩn đấy. Ừ, ngon nhờ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm đi mua không hết nữa ạ. Biết cái gì không mà giật? Biết không? Ngồi đây chị cho mà xem nhá. Bố chị mới đi công tác về đây. Mà cho em bóc đi. Em biết đây là cái gì không? Đây là sô-cô-la đấy, của Nga đấy. Hình những cô gái Nga này. Em gái, ừ sao cô gái Nga xinh nhá. À chị biết vì sao có cô này xinh rồi. Vì sao không? Ăn sô-cô-la này nhiều nên xinh. Bóc đi chị em mình ăn cho chị em mình nó xinh. Biết bóc không? Có biết bóc không? Em biết. Trời ơi, sao ăn em bóc giỏi vậy trời? Từ từ thôi. Trời ơi, khối xinh như thế mà. Nhớ không đổ ra đâu. Đó đây, đó đây. Đây chị em mình. Wow. Ôi, có hình non cả những chú cô búp bê Nga này. Ui, nhiều thế. Wow, nhiều nhỉ. Ô, mà xua ơi, có hình luôn như kiểu con búp bê này. Đây này, chúng mình vừa ăn vừa chơi được đúng không? Bây giờ em sẽ đếm nhé. Ừ, em đếm xong có mấy một hộp mới được có mấy cái nào? 7. 7 á? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 8 à! 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! Thấy chưa? Còn bây giờ chị em mình ăn thử không? Chơi. Ôi, nhưng mà đẹp thế này ăn có phí không nhỉ? Không phí đâu. Hôm nay mua cho mình. Kinh nhé! Sô cô la xịn đấy, không phải mua lúc nào cũng có đâu. Hay là thôi, nhưng mà ngon lắm, mình ăn thử không? Trời ơi, một cô búp bê Nga này. Trời ơi, không ăn. Nhớ cái lần trước ấy, em cho chị ăn, chị không biết ăn. Về sau chị tập ăn, bây giờ chị ăn được rồi. Chị ơi. Một cô búp bê này. Cái này không có mặt. Ờ, cái này không có mặt, người ta chỉ làm cái khuôn thôi đúng không? Ăn thử nhá. Chị ăn thử. Ờ, mình sữa. Ngon tuyệt vời, bên trong có nhân này. Ừ. Cắn được không? Cắn được, ngon hơn sô-cô-la hôm trước của em. Hôm trước của em hơi đắng. Không, ta không cắn sô-cô-la. Sô-cô-la này có đắng đi đâu? Này, nhìn này. Chỗ này mình mang sang nhà bạn Tí chơi đi. Hôm trước các bạn ấy có bánh bạn cho bọn mình ăn đấy. Bạn Tí? Bạn Tí, nhà bạn Tí ở cạnh nhà em ấy. Ăn cùng nước với mình ấy. Không. Không. Nhà bạn Khánh Vân ở nhà em à? Khánh Vân à? Ừ. Nhưng mà đây là nhà của bạn là Tí. À lớp bạn đây là Khánh Vân rồi. Không. Bạn ấy chơi thân với em rồi. Hôm nào cũng ôm nhau. Thế chính vì chơi thân với em mới chơi với chị. Nhưng mà giờ thằng chơi cho bạn ăn cùng nó vui được không? Ôi nhờ, nó mềm nhờ. Công nhận là ngon thật đấy nhờ. Đấy em suốt ngày được ăn kẹo này á, chị có dám mua đâu. Đợt này á cuối năm á, học giỏi á, được học sinh giỏi về mua cho tiền mua kẹo đấy. Em dù chị từ ngày xưa. Ngày xưa nhưng chị không có tiền. Suốt ngày em mua cho chị á, chị ngại lắm đấy. Ngày em xưa là... em có tiền. Ừ, tỉnh quá. Tết nhất đến nơi rồi, váy dài áo dài áo ngắn kinh nhê. Kinh đấy. Đây, hôm nào cho chị mượn chị đi chùa nhá. Ôi, chị công nhận cái kẹo này ngon đấy. Này, chị không lỡ ăn đi, bởi vì à, nó ngon như này, ăn tiếc lắm. Ăn đi, hôm nay em mua cho chị ăn để cho mấy nữa. Nói to lên, bé chẳng nghe thấy gì đâu. Đây. Thôi cứ nói thì đừng đầu tai lắm. Hôm nào à? Ừ. Chị cứ ăn đi, hôm nào em mua cho chị 5 cái kẹo này nữa. Hẳn 5 cái như thế này á? Đúng rồi. Hay là mình cứ ăn nhỉ? Hay ăn cái của em thôi. Làm sao? Mỗi một cái ăn đi. Hay là ăn của cái một của em thôi. Thôi chị cứ ăn đi, hôm nay em mua cho. À, em có
có chị trò là hay cực. Làm sao? Chị chưa ăn kẹo này bao giờ nên chị không biết. Rút ra, rút ra. Đây đây, đây chị rút. Ôi my god. Nó còn dài được thế này á? Ủa? Nó vừa là cái tròn mà bây giờ nó đã dài như thế này rồi. Chị đem ăn đi. Ngon thật nhờ. Em hay ăn lắm à? Chị chị nhìn lại. Em cắm cái này. Ngon không? Ủa, thấy hình tròn luôn. Ủa, kẹo này hay thế. Ủa, kẹo này mà ăn rồi tròn đúng không? Con nào nó mua cho chị cái nữa nhá. Ủa, nhưng mà kẹo này không dính nhỉ em nhỉ? À, đây, em ăn đây này, chị ăn đây này cho. Chị ạ, đây là cái bánh quẩy. Chị thích ăn bánh quẩy à? À, chị ăn bánh quẩy. Còn thế. Đây 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 đây. Chị phải cắm que vào. Lại thành một cái kẹo bông hoa luôn. Hú, kẹo này hay như vậy. Đi về nhà chị đi. Ngon không? Ngon nhỉ? Đi về. Về cho em chị nó ăn mới. Nó chưa được ăn kẹo này đâu. Nó không như chị mà đã bao giờ ăn đâu. Ngon thế. Hôm nào có tiền mình lại đi mua tiếp nhá. Mình lại tiếp chị cái bài học, phải học giỏi mới được. Mẹ chị em cứ học giỏi là mẹ chị cho tiền đấy. Ôi đại nghịch đúng không? Mẹ nhớ là sáng nay cho mình gói bánh này. Ăn vậy. Mất à, nhìn em này. Đây, nhìn em này. Em vừa nào ăn gì ấy? Mẹ chị đang chuẩn bị ăn sáng không? Từ sáng là chị chưa ăn cái gì vào có thể một chiều. Nhìn em là sao? Làm gì? Không được dùng ta. Ăn kiểu đấy nữa, ăn bình thường đi nữa còn ăn như thế nữa. Được rồi. Hả? Trò chơi á? Em bỏ ra đi, em bỏ, đừng ăn nữa. Bỏ ra chị em chơi trò chơi, không thì ăn tiếp. Rồi, đây. Này, thế bây giờ chơi trò chơi gì? Ăn kiểu đấy gì? Thì em là sao thắng được chị? Trời ơi, chạy đi chơi mà không để ý à? Cục cục quần dưới đường. Rồi, chị em chơi. Trời ơi, mà chị đói lắm mà ăn gì thế, làm sao mà ăn được nhỉ? Đây. Ăn ơi ăn phải ăn theo cách của nó. Phải xoáy bánh ra này, không chấm sữa. Ai ăn như thế. Để nhá. Em làm trước thì chị làm sau. Hay hai chị em cùng làm. Đây. Lại nhá. Ngồi chị đấy ăn này mà đứt cầm bóc ăn luôn. Thế không hay. Anh ấy cầm bóc luôn ăn luôn. Đâu cái gì? Ăn cái này nó còn chiều không? Cái này bẩn rồi. Thử lại lần nữa nhé. Được. Một lần này nữa thôi nhá. Trời ơi, sáng ra ăn cái bánh như thế này thì khổ quá. Muốn được cái nữa. Nhìn chị đây này. Đây để mũi đi xong được. Gầy gầy mũi đi, gầy gầy mũi đi. Ngủ ngủ không được đâu. Này. Nhớ mẹ, gái mẹ con, con ra. Trời ơi.
Nào, còn nhiều còn một tí nữa được. Ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Không hả? Rồi nhá. Em phải để giữ giữ tay vào. Rồi, lấy được cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, lấy được rồi. Rồi, lấy đi. Đấy, đúng rồi, lấy đi. Wow. Em hãy chơi rồi đúng không? Dạ. Sao em chơi giỏi phết đấy chứ? Chơi trò này hay ấy. Này, đi vào nhà chị chơi tiếp đi. Ở ngoài này á, chơi chơi chơi. Ôi chị, để chị chia cho. Ở trong này có mấy cái? Có 5 cái. Ừ, thì bây giờ em muốn chia như thế nào? Bây giờ nhá, em bảo. Ừ. Có 5 cái này, mỗi người 2 cái. Còn 1 cái, cắt đôi ra. Nhưng mà như thế, chị thấy nhớ đâu cái của em ngon hơn cái của chị thì sao? Nhưng mà cái này cũng giống nhau hết. Đâu, giống nhau, nhớ đâu cái của em nó được nhiều thịt hơn sao? Hay, thôi em đi về đi nhá. Thôi được rồi, thế bây giờ chia chia đôi nhá. Chia 2 cái em 2 cái được chưa? Còn 1 cái bẻ đôi nhá. Yeah. Nhưng mà chị cứ sợ là cái của em nhớ đâu không may được nhiều hơn cái của chị. Chị chia đi. Em chia cái lần cho. Đấy, 5 cái đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ như nào? Bây giờ nhé. Ừ. Ừ. Chia 2 cái. Ừ. 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 Em. Ừ. Một cái chị bẻ đôi đi. Một cái bẻ đôi ra. Nửa nào to hơn? Chị ăn nửa to hơn. Ăn chị ăn lớn. Chị lớn hơn. Nhưng mà chị nhìn cái bánh này của em to hơn. Đổi. Làm sao? Cái bánh nào chả bằng nhau. Nhưng mà chị cứ nhìn cái này nó to to hơn một tí ấy. Đây. Làm sao? To gì? Không. Nó bằng nhau rồi nè. Chị nhìn cứ tưởng nó to. Thôi ăn bánh con chưa? Ngon lắm. Nhưng mà bánh này ngon nhờ. Mới có 2 cái. Chốc chị sẽ cho em chị 1 cái. Chị ăn 1 cái. Em phụ của em không phải cho. Em sẽ cho bạn em 1 cái. Bạn thân à? Ngon lắm. Đấy, chị bảo bánh này ngon mà em không tin lời chị. Đúng không? Đâu. Đúng không? Em bảo. Em cho vào khay này này. Đó. Chị cho vào túi. Thế nó sạch ý. Tay mình bẩn lắm. À. Ăn hết đi, ăn hết đi. Xong chị em mình ra đằng kia chơi. Phụ đến nhà bạn. Đến nhà bạn em á? Lạc tí. Đến nhà bạn tí đây em á? Thôi đến nhà bạn tí chơi đi. Chị thấy bảo tí mới khoe, tí mới mua được bộ đồ chơi đẹp lắm. Qua đi chơi đi. Xong rồi cho bạn một cái bánh. À, em cho bạn đúng không? Ừ, đi luôn không? Ăn nước đã. Thế bắt đầu thế? Em mồm nhỏ. Ý em chê chị mồm to như mồm lợn biết rồi. Cứ chê chị cơ. Động. Trinh rồi. Thôi đi đi, đi đi đưa chị cầm với nhé. Hai đứa mình đi sang nhà tí đi. Tí chắc là cứ chị em mình sang chơi này. Xong lại còn cho đồ ăn này vui lắm. Chắc là chúng mình ăn chia nhau cho vui nhỉ. Chứ ở nhà ăn một mình cũng chán đúng không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.